Chỉ còn một tháng nữa là tới Tế Tết Nguyên Đán. Những ngày này, nông dân trồng kiệu ở xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân đã bắt đầu vào mùa thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Tuy thời điểm này, nhu cầu kiệu Tết chưa rộ, nhưng nhiều nhà vườn đã thu hoạch để cung cấp cho thị trường với giá bán cũng tăng cao, từ 60 đến 65 ngàn đồng một ký. Với sản lượng thu hoạch từ 10 đến 12 tấn một hecta nếu chăm sóc tốt, thì một hecta kiệu có thể mang về lợi nhuận trên 300 triệu đồng. Phục vụ thị trường Tết Quý Mão 2023, nông dân xã Sơn Mỹ đã xuống 45 ha kiệu, giảm hơn 20 ha so với năm trước. Nguyên nhân là do giá vật tư phong bón, nhân công và kiệu giống đều tăng. Bên cạnh đó, thị trường nông sản trong năm qua khá bấp bền, nên nhiều hộ nông dân trồng kiệu không dám đầu tư nhiều. Kiệu là loại cây trồng ngắn ngày, nhưng có giá bán cao, nông dân rất phấn khởi vì sẽ có thu nhập để đón Tết sung túc hơn đang vào mùa thu hoạch người trồng kiệu còn góp phần giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi tại địa phương